Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga, và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ Sydney. Kính thưa quý vị, chính phủ Úc đòi lợi dự trù hôm nay sẽ đưa ra quyết định về việc có nên liệt kê gấu túi koala như là biểu tượng quốc gia khi nó là loài có nguy cơ tuyệt chủng, dựa trên lời khuyên rằng dân số koala đã giảm nhanh chóng. Nếu bị liệt kê như là một loài nguy cấp, gấu túi bản địa Úc đòi lợi sẽ được bảo vệ bởi chính phủ liên bang với các điều kiện áp đặt cho các kế hoạch, dự án, gồm cả các dự án khai thác khoáng sản, hoạt động khai thác gỗ và phát triển nhà ở tại các khu vực môi trường sống của chúng. Bộ trưởng Môi trường Úc đại lợi Tony Burke dự trù sẽ phải liệt kê gấu koala ở phía đông nam Queensland là có nguy cơ tuyệt chủng và những cá thể gấu túi koala ở phía đông New South Wales là dễ bị tổn thương, theo truyền thông địa phương báo cáo. Tuy nhiên, các nhóm môi trường lo ngại rằng chính phủ đã loại trừ các loài thú có túi đang được bảo vệ trong một số khu vực nhất định. Deborah Petar đến từ quỹ Koala Úc Đại Lợi cho biết cô cảm thấy việc liệt kê vẫn chưa đủ, nó vô nghĩa. Họ cần phải có những biện pháp bảo vệ loài thú có túi sắp tuyệt chủng này một cách thiết thực hơn. Có ít hơn 80.000 gấu túi còn lại trong tự nhiên do sự hủy diệt môi trường sống và thay đổi khí hậu, theo quỹ Koala Úc Đại Lợi. Nghiên cứu được tiến hành ở Gunsdena, môi trường sống của koala cách Sydney khoảng 400 km, tương đương với 249 dặm, đã chỉ ra rằng số lượng của loài động vật này đã giảm 75% kể từ năm 1993. Tờ Sydney Morning Herald cho biết, koala sống ở các vùng ven biển của khu vực phía nam và phía đông của Úc Đại Lợi. Số lượng của chúng đã suy giảm do sự phát triển, thay đổi khí hậu và từ các bệnh chlamydia. Và kính thưa quý vị, tương tự Boulder, một con gấu đen vừa được một đội cứu hộ dùng các biện pháp giải cứu đặc biệt khi bị mắc kẹt trên cành cây tại một trường học ở Hoa Kỳ. Không rõ làm cách nào mà con gấu đen khổng lồ này có thể trèo lên đến như vậy khoảng 5 thước. Sau khi trèo lên, nó đã thực sự hoảng sợ và bị mắc kẹt luôn trên thân cây ở trường đại học Colorado tại vùng Boulder của Hoa Kỳ. Rất đông học sinh, sinh viên đến xem cảnh tượng này. Điều này càng làm cho con gấu hoảng sợ. Khi đội cứu hộ và các nhân viên động vật hoang dã đã đến, họ đặt một tấm nệm ở phía dưới và dùng súng có đạn tiêm thuốc mê để ngắm bắn con gấu đen. Sau khi tính toán mọi thứ, đội cứu hộ đã bắn 2 phát đạn để con gấu tự ngã xuống tấm nệm. Rất may, con gấu vẫn khỏe mạnh và được trả về môi trường tự nhiên không lâu sau đó. Hiện tại, đoạn video clip ghi lại cảnh cứu hộ cũng đã được đăng tải trên YouTube với tựa đề là A Bear in a Tree at CU. Và kính thưa quý vị, tin từ Sundance, nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber đã xuất hiện tại đại hội điện ảnh Tribeca để nhận giải đột phá. Trong chiếc áo khoác thể thao của trường đại học, Bieber đã hôn các khán giả và chụp ảnh cùng họ. Anh trông rất vui vẻ khi được hòa vào đám đông các quý cô đang háo hức chờ đợi mình. Mới tuần trước, nam ca sĩ 18 tuổi này đã bị bắt gặp thân mật với một người không phải là bạn gái Selena Gomez. Nhưng đây không phải là điều các fan lo lắng, vì đó là một diễn viên tham gia vào các video ca nhạc mới của anh. Selena Gomez cũng có mặt tại trường quay và hai người rất tình tứ trong giờ nghỉ giải lao. Justin Bieber hiện đang bận rộn với tour diễn thế giới của mình để quảng bá cho album mới. Đại hội phim Tribeca kết thúc vào ngày 28 tháng 4. Và kính thưa quý vị, tin từ Paris. Theo lời phát ngôn viên Cindy Berger của danh ca Mariah Carey và chồng của cô là Nick Cannon, cho hay cặp đôi nổi tiếng này vừa tổ chức một buổi tái kết hôn vào ngày thứ Sáu vừa qua tại tháp Eiffel ở Paris, Pháp Quốc. Sau một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng, Carey và Cannon đã có một buổi lễ kỷ niệm thân mật để họ có dịp đọc lại lời thề bên nhau trọn đời. Nữ ca sĩ 42 tuổi hàng đầu thế giới đã kết hôn với người chồng kém cô 11 tuổi vào năm 2008 ở Bahamas sau khi chỉ có vài tháng hẹn hò lãng mạn. Tới tháng 4 năm ngoái, giọng ca We Belong Together đã sinh hạ được cặp song đôi một trai một gái là Moroccan và Monroe. Trong khi đó, quãng thời gian qua lại là cơn ác mộng đối với Cannon khi anh phải nhập viện hồi tháng 1 vừa qua vì bị chẩn đoán là viêm thận. Cũng vì thế mà anh đã phải rút lui khỏi chương trình Radio New York City để tập trung hồi phục lại sức khỏe. Với việc tổ chức buổi lễ tái kết hôn vừa qua, cả Carey và Cannon đều muốn khẳng định lại tình yêu của họ luôn nồng cháy và có thể vượt qua hết thảy những khó khăn trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, tin từ Hán Thành, Lady Gaga vốn nổi tiếng với gu thời trang kỳ quặc và sân khấu biểu diễn được sắp xếp theo phong cách trừu tượng. Vì vậy mà cô luôn làm cho khán giả vỡ òa trong cảm xúc mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, không chỉ khác người trên sân khấu, Lady Gaga còn khiến khán giả bất ngờ khi sẵn sàng góp tay với các nhân viên hậu cần trong việc chuẩn bị sân khấu.
Vào ngày thứ hai tuần qua, nữ ca sĩ 26 tuổi này đã đưa lên trang cá nhân Twitter những bức ảnh cô gấp tay chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở sân vận động Olympic tại Hán Thành. Bức ảnh cho thấy cô nàng chỉnh trang lại khán giả và thị sát khu vực dành cho khán giả. Cô nàng cầm máy khoan điện để cố định tấm sàn trên sân vận động 70.000 chỗ ngồi. Lady Gaga cho biết rằng cô có thể làm bất cứ điều gì cho người hâm mộ của mình. Cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ với các nhân viên chuẩn bị. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lady Gaga tiếp tục rằng cô cảm thấy rất tuyệt vời, sân khấu tốt hơn những gì cô nghĩ. Đã đến lúc sẵn sàng cho các vũ điệu. Xuất hiện tại sân vận động Olympic, Lady Gaga ăn mặc sành điệu. Cô ăn mặc quần short đen, sơ mi không tay cùng tông, tất lưới, ankle boot và kính đen. Giọng ca của You and I dự định khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới của cô, Born This Way, Bo năm 2012, vào hôm thứ Sáu vừa qua và sẽ mang đến điều bất ngờ cho hàng triệu người hâm mộ trong buổi diễn ra mắt. Theo kế hoạch, Lady Gaga sẽ có 54 buổi biểu diễn tại châu Á, châu Đại Dương và kết thúc ở châu Âu. Vào cuối tuần trước, vé bán online tại hai concert ở Anh, tại London vào ngày 8 tháng 9 và Manchester ngày 11 tháng 9 đã bán hết nhãn với tốc độ kỷ lục chỉ trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, nhiều fan rất tức giận khi giá vé được đẩy lên chóng mặt từ 80 bảng tương đương với 126 Mỹ Kim lên đến 1.100 bảng tương đương với 1.750 Mỹ Kim, gấp 14 lần. Trong khi sân vận động Olympic được trang hoàng như một lâu đài, thì một số người dân địa phương không hề quan tâm đến điều này. Những người theo đạo Kitô bảo thủ ở Nam Hàn đã buộc tội ca sĩ này là những người ủng hộ quan điểm lệch lạc về đồng tính và khiêu dâm. Gaga cũng bị nhóm hoạt động liên quan giới tính ở Nam Hàn buộc tội là truyền bá văn hóa không lành mạnh về tình dục thông qua lời bài hát và phong cách biểu diễn quá nóng bỏng. Thua diễn của Gaga cũng bị Ủy ban Giám sát Truyền thông Nam Hàn gắn mác là 18+. Trước thông tin trên, Gaga đã tweet rằng mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến lượng vé bán ra tại Hán Thành, nhưng các bậc phụ huynh nên sử dụng thẻ tín dụng và quyết định làm điều tốt nhất cho con cái mình. Cô yêu người hâm mộ của mình, cô xin cảm ơn các bạn trẻ tại Nam Hàn, những người đã chào đón Born This Way Bo. Có thể các quan chức sẽ thay đổi quyết định của họ. Và kính thưa quý vị, tin từ New York, Đại hội điện ảnh Tribeca diễn ra tại New York. Trong sự kiện này, các phim đồng tính được lựa chọn tham gia và công chiếu theo tuần với các phim đã được xác định. Một nam diễn viên người Cuba đóng vai chính trong bộ phim Una Noche, người đã mất tích ở Hoa Kỳ khi đến đây tham dự Đại hội điện ảnh Tribeca, đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Javier Nunez Florian, nam diễn viên đã mất tích cùng với bạn diễn của mình là Annalyn de la Rua de la Torre tại sân bay Miami và không có mặt để nhận giải thưởng của họ trong bộ phim Una Noche. Đại diện của bộ phim này cho biết họ chưa có liên lạc gì với cặp đôi diễn viên này. Bộ phim còn có giải thưởng tinh thần tốt nhất dành cho hai diễn viên Florian và bạn diễn Dario Acerchada, người đã đóng với nam diễn viên Cuba và cùng đang mạo hiểm cuộc sống của mình ở Miami. Bộ phim Una Noche đồng thời cũng nhận được hai giải thưởng khác là đạo diễn xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất. Ban giám khảo gồm nữ diễn viên Patricia Clarkson, Dakota Fanning và đạo diễn Jim Sheridan cũng đã trao giải kịch bản hay nhất cho phim War Witch của nhà văn Kim Nguyễn. Câu chuyện nói về một đứa trẻ bị đánh cắp từ một ngôi làng ở châu Phi và buộc phải tham gia vào lực lượng những người lính trẻ em. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Rachel Wanza trong phim The Lead. Bộ phim tài liệu nhận giải hàng đầu của Nisha Pahuja mang tên The World Before Her, nói về cuộc thi Hoa hậu ở Ấn Độ, và bộ phim tài liệu của Jorian Van Velzen mang tên Vavumba, nói về ngư dân của Kenyan. Mọi giải thưởng sẽ được trao vào tối Chủ nhật này. Và kính thưa quý vị, huyền thoại âm nhạc Bob Dylan và nhà văn đoạt giải Nobel Toni Morrison dẫn đầu một danh sách 13 người sẽ nhận huy chương tự do tổng thống, phần thưởng dân sự cao nhất ở Hoa Kỳ tại Nhà Trắng vào thứ năm tới. Những người được vinh danh xuất phát từ các nền tảng khác nhau và vào đời theo những cách khác nhau, nhưng mỗi người họ đều để lại đóng góp bền lâu cho cuộc sống và đất nước chúng ta. Tổng thống Barack Obama nói trong một tuyên bố, ông nói rằng họ đã thách thức chúng ta, tạo cảm hứng cho chúng ta, làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Ông chờ đợi được thừa nhận họ với phần thưởng này. Dylan là một nhân vật chủ chốt trong âm nhạc dân gian và rock trong gần nửa thế kỷ. Nổi tiếng với giai điệu đẹp như thơ, những nỗ lực của ông đã gây được ảnh hưởng lớn trên các phong trào quyền dân sự những năm 1960. Và kính thưa quý vị, ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue đã trình diễn buổi hòa nhạc Prom in the Park của BBC vào tháng 9 tới. Ca sĩ người Úc này sẽ kỷ niệm 25 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được hỗ trợ bởi BBC Concert Orchestra.
Và kính thưa quý vị, Adele sẽ mang đến một vài giải thưởng cho hãng thu âm nhạc của cô. XL Recording nhận được 4 giải thưởng của lễ trao giải Music Week Award, chủ yếu là cho các hoạt động của hãng album 21 của Adele. Album thứ 2 của ca sĩ người Anh này đã bán được 20 triệu bản trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, vừa rồi bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin ngày mai.